Thưa quý vị và các bạn, trong khi các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang phải tìm nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu những vụ tai nạn do đuối nước ở trẻ em, thì tại địa bàn huyện đảo Lý Sơn, một số em thiếu nhi lại chơi một trò chơi khá liều lĩnh và nguy hiểm, đó là nhào lộn từ trên đỉnh đá xuống dưới biển, khiến những người lớn chứng kiến cũng phải giật mình. Trò nghịch nước này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Vâng, anh Cương biết không? Theo thống kê mới nhất của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam, thì trong số khoảng từ 7.000 đến 7.200 trẻ em chết do tai nạn thương tích mỗi năm, thì tỷ lệ đuối nước chiếm 50% các trường hợp, đa phần do không biết bơi. Và không ai đảm bảo rằng những đứa trẻ ở vùng biển đảo Lý Sơn, dù biết bơi sành sỏi, sẽ hoàn toàn an toàn khi tắm biển. Nếu chính quyền địa phương và gia đình không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nguy cơ xảy ra tai nạn là điều không thể tránh khỏi. Chiếc cầu bản nằm trên đường cơ động Đông Nam đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được thiết kế với công năng cho tàu thuyền công suất dưới 90 mã lực ra vào neo đậu khai thác hải sản. Thế nhưng nơi đây đã trở thành điểm nhảy cầu tắm biển của một số trẻ em ở địa bàn thôn Tây, xã An Vĩnh vào buổi chiều các ngày trong tuần. Điều này đã làm cho nhiều người phải lo lắng khi các em rơi từ độ cao hơn 15 mét xuống nước. Nó tại nó có phong xuống rồi, cái là coi như nó dùi dưới đất rồi, cái nó nhùi lại. Nhiều lần nó lậu vô, con người nó tha đấu cái độc mộng. Từ cái chỗ đó là coi như thiếu có bổ đẩm, là cái tính mộng của cái con người. Theo bà con nhân dân, tình trạng này nếu không chấm dứt, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Bởi ở độ cao này khi nhảy, trọng lực cơ thể các em sẽ bị dìm sâu xuống nước, dễ dẫn đến tình trạng ngập thở. Chưa kể giữa lòng cầu có nhiều cồn đá vôi và tàu thuyền trong vũng neo đậu thường xuyên qua lại, dễ dẫn đến va đập. Khi các em mải mê thể hiện sự phấn khích chinh phục độ cao, độ sâu mà không quan sát. Không nhả nữa là cũng phải có người chết, mà mình chưa biết được. Cái chuyện chết là phải có rồi đó. Mà nhưng á, đối với cái địa phương, chính quyền ta cũng cần là quan tâm. Tới có cái gia đình mà có con cháu mà đứng cầu mà nhả đó, là phải gian dạ. Chứ nếu mà mất một người con rồi, nói tại sao rồi, không ai nhắc nhở là kia nọ. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cũng đã chỉ đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã An Vĩnh phối hợp cùng với gia đình khẩn trương biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có một biển cảnh báo nguy hiểm nào được đặt tại đây. Và các em thì vẫn vô tư đi lại trên lan can cầu, nhảy lộn xuống nước vào mỗi chiều hàng ngày. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan là kiểm tra, mà trực tiếp hiện nay là giao cho địa phương Ủy ban xã An Vĩnh để kiểm tra, giám sát và có cái ý kiến ngăn chặn ngay, chứ không thể để tình trạng đó, thì cái việc nguy cơ xảy ra đuối nước là đối với các em là ngay cái chỗ cái cống thoát nước như vậy. Sự vào cuộc của chính quyền địa phương và gia đình ngay từ lúc này là việc làm hết sức cần thiết, nhằm sớm ngăn chặn trò chơi nguy hiểm của một số trẻ em ở xã An Vĩnh để không tái diễn những vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, khiến cho xã hội bàng hoàng, đau xót.